chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tamao TV. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Ai xa, mọi người thấy chất chơi chưa? Có được một con cua lòng hoành tráng quá đây. Đấy này, này bắp cải là tự lấy. Anh ơi nhìn này. Nấm tự có. Rau bí đầy. Cua nhiều. Móng tay này, móc hang này, thâm lất như. Nào mày ăn con nào? Ăn con nào to nhất? Con nào lúc nãy cắn mày? Con vàng trắng trắng này. Con này cắn mày à? Chén nó luôn. Vào kho nhé mọi người này. Nhìn nó bơi này. Bơi này. Trời ơi, bơi này. Bơi này mày. Ngọt đấy. Vào đấy mà bơi. Con này ngọt lắm mày ạ. Mấy con to. Đấy, cho rau luôn là cho không, cho kia ấy. Cho ngô ấy. Đây mới là lẩu cua đồng này. Đúng rồi, đây mới là lẩu cua đồng này. Không phải cua đồng mà là cua bắt ngoài đồng. Nó mới là chuẩn. Đây là cua hỏi. Cua hỏi hỏi ai? Con này nó ở cái trên núi này. Chờ một tí con đen. Hơi gió đấy. Gió hơi bị to đấy. Gió mạnh đấy, ma lắm. Nó to này. Nước to này, cua nước nó xả gì đấy. Cua nó dồn đấy. Rất là nhiều. Sau khi tiếp viện thêm lửa cho ít que vào ấy, chạy vào ăn con ạ. Thôi được. Này, đó đúng không? Không phải bảo đâu ơi. Chết bọn. Chết bọn. Đúng rồi. Chế. Nó chế thì nó chế con ta lại trong một cảnh. Vừa gặp được dòng. Ê, cua chín rồi. Đỏ rồi. Để mua một con cua. Đây con này cặp mày đúng không? Con này cặp em. Ui con này mọi người biết con cua gì đâu? Đây là con cua tuyết. Cua tuyết đúng rồi, mọi người. Cua tuyết. Ê. Đây là một cua, đây một cái ba đứa con này luôn đấy. Chén lên nấm đã. Wow, bay chưa. Ui ui. Ui. Mày xẻo trước đi. Đây. Ngọt không? Ngọt chứ. Càng cua đồng to mà. Cua bắt ở đồng. Đây này anh ơi, ai không biết ăn. Trời ơi. Ui. Càng cua, cái càng cua. La 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 la. Cái càng cua ấy. Chấm ở đây. Cái thịt hết rồi nhỉ. Ngon lắm. Mày bóc kiểu gì mà được cả. Ngon. Tao mồm cắn cốc cái được. Anh ơi cho ít quả tí con vào. Khá là nhiều thịt. Ngon nhỉ? Ngon lắm. Ngon. Con này mà mày chưa đi thả trâu trên núi mình hay bắt được con. Đây này. Em bắt được thịt này. Nguyên thịt không? Ăn thịt không? Ngon quá. Anh cho ít quả đéo bí vào. Khá là ngon mọi người. Chăm con của mày đó.
bệnh nó ra ông xem bệnh bệnh cái nhiều thịt nhưng mà thịt nó bé. Thịt nó kiểu như nó khó bóc được đấy ra hay là quá thịt quá đẹp đây đấy anh ấy ra thuốc được ra đấy còn đây không biết ăn gà rồi ăn à ơ đúng rồi đấy à thịt đấy càng đây càng nhỏ bằng luôn con ghẹ cỡ trung bình nhỏ bé nhỉ như là tít tít không à bé không bóc được kiểu đấy nó bóc còn nát hết này anh không biết bóc đấy con cua ta nó bị thế cá thủ con nào nó chả ở trong một hang đấy ngoan nhỉ bạch tạ gạch nó lên vào đây
cách nó. Đây là con này bị chín quá này, bị chín quá này. Đây, cạch nó lên trên này. Cái cạch này rất ngon. Anh ơi, đây, quả hồ lô. Quả hồ lô đây. Ai hồ lô đây? Cua ngon hơn là chay. Tóm luôn cho nó nhảy vào nồi dầu luôn. Đấy, đây này. Đây này. Đây này. Này. Mới tưởng sán à? Em tưởng là sán. Nó cua gì có sán ấy nhỉ? Cua to có cái đấy. Wow. Cua cua thế. Em lấy tăng thịt được không đấy? Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này,
trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tama TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.